À, thế thì ở Việt Nam đã có những dự án thành công qua việc kêu gọi vốn qua mạng xã hội rồi. Và nếu như mà anh Phong và quý vị khán giả muốn biết thêm chi tiết ý, thì xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự sau đây. Bạn có một ý tưởng tuyệt vời, nhưng không thể biến nó thành hiện thực vì không có vốn. Không cần biết bạn là ai, chỉ cần biết bạn biết cách trình bày ý tưởng đó là gì, sẽ có cách giúp bạn biến ý tưởng thành một cái gì đó rất cụ thể. Những nét vẽ với câu chuyện dang dở sau hơn một thập kỷ mới có thể tiếp tục. Đó là chặng đường gian nan của một bộ truyện tranh Việt Nam hiện đang được đông đảo độc giả đón nhận. Ở cái thời điểm đó thì chúng tôi xuất bản nó dưới dạng là truyện tranh dài kỳ ở trong tạp chí truyện tranh. Thì mỗi cái kỳ của tạp chí đó thì chúng tôi có một chương Long Thần Tướng ở trong đó. Tuy nhiên thì sau khoảng 18 số thì cái tạp chí truyện tranh đó đã bị ngừng lại vì một lý do nào đó, và từ đó thì bộ Long Thần Tướng cũng phải ngừng lại theo. Con đường từ ý tưởng đến thực hiện trở thành những trang truyện trên tay độc giả tưởng như chỉ là ước mơ xa vời và mãi mãi chìm vào quên lãng. Nếu như Long Thần Tướng không tìm được chìa khóa kêu gọi góp vốn cộng đồng crowdfunding. Cái hình thức crowdfunding chính là một cái minh chứng minh rằng là tác phẩm này là một tác phẩm đạt chất lượng tốt, được độc giả ủng hộ. Đối với độc giả thì là cái lợi thế là họ được hưởng những món ăn tinh thần mang tính chất chất lượng. Đối với tác giả thì đây là một cái kênh để tiếp cận độc giả của mình, tiếp cận đơn vị sản xuất và phương án marketing hiệu quả. Thuyết phục bằng hình ảnh đẹp. Câu chuyện phóng tác từ lịch sử nhà Trần chống quân Nguyên đầy hấp dẫn. Cùng sự nghiêm túc của nhóm tác giả, hơn 700 người đã bị thuyết phục cùng chia sẻ vốn để cho ra đời tập 1. Đến nay, sau 3 lần gây quỹ, với tổng số tiền gần 900 triệu đồng, tập 3 đang sắp sửa được ra mắt mà không cần nguồn vốn từ các nhà xuất bản, công ty sách hay một tổ chức tài trợ nào. Đây được coi là dự án gây vốn cộng đồng thành công nhất ở Việt Nam. Những bản phác thảo như thế này thì có lẽ chỉ có thể nằm trên giấy và không trở thành được những cuốn truyện tranh như thế này đến tay với độc giả được nếu như không có sự chia sẻ của cộng đồng. Và không chỉ có truyện tranh mà hiện nay rất nhiều những ý tưởng liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật, khoa học kỹ thuật hay là phục vụ đời sống con người thì đang được phát triển theo hình thức này. Bạn có biết tượng nữ thần tự do có thể không nằm ở New York nếu năm 1884, 120.000 người dân ở đây không cùng nhau chia sẻ góp những đồng tiền lẻ của mình, đa số dưới 1 đô la, để giúp cho biểu tượng này có một bệ đứng xứng đáng hơn và trở thành hình ảnh của nước Mỹ như ngày nay. Đây là hình thức sơ khai nhất của góp vốn cộng đồng. Đặc thù của gây quỹ cộng đồng crowdfunding là giúp kết nối ý tưởng sáng tạo với một cộng đồng có cùng niềm tin vào sự khả thi cũng như mục đích thực tế tốt đẹp của ý tưởng đó và gây quỹ, giúp biến những ý tưởng ước mơ chung thành sự thật. Là chủ nhân của chiến dịch gây quỹ cao thứ nhất năm 2014 và thứ hai trong lịch sử, với sản phẩm hộp dã ngoại Collis Color, anh Ryan đã khiến 62.000 người hứng thú và chia sẻ số vốn lên tới 13 triệu đô la. It's exciting. I mean, I remember thinking, okay, if I can just get over this. Nó gây hào hứng, bạn biết không? Tôi nghĩ mình sẽ vượt qua con số 15.000 đô, rồi tôi nghĩ nó sẽ tăng gấp đôi, rồi gấp đôi nữa. Và đúng như vậy, nó tăng nhanh khủng khiếp. Là một nhà sáng tạo, không có gì hào hứng hơn việc mọi người kết nối và đặt lòng tin vào ý tưởng của bạn. Niềm tin mặc dù luôn là một thử thách lớn, nhưng cũng chính là cơ hội để hiện thực hóa những giá trị sáng tạo. Chủ dự án gây quỹ, những tác giả, họ làm sao có thể chứng minh được cho độc giả thấy cái sự nghiêm túc của họ trong việc là làm sản phẩm. Trong năm 2015, hơn 34 tỷ đô là số vốn đã được cả thế giới cùng nhau chia sẻ trong mọi lĩnh vực trong đời sống, phục vụ cho lợi ích của cộng đồng.
Đó có thể là một chiếc máy phân tích thành phần món ăn, dự đoán thời điểm trái cây chín, hay máy in 3D gia đình, thiết bị giúp giao thông an toàn, một dự án âm nhạc và thậm chí là một chú robot. Và cũng có thể là việc hướng tới đào tạo hàng chục nghìn giáo viên để dạy miễn phí cho hàng triệu trẻ em trên thế giới về tin học. Thay vì làm cho một các thông tin là một cái nền tảng, một cái hệ thống giúp cho là họa sĩ, ở họa sĩ truyện tranh ở Việt Nam nói riêng và những người sáng tạo nghệ thuật ở Việt Nam nói chung có cơ hội là có thể là mang lại những sản phẩm của mình đến với đông đảo khán giả. Chúng ta đều sống trong thời đại mà chúng ta thể hiện bản thân, học về những người khác, làm kinh tế và tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng đều là có thể. Tất cả các bạn đều có thể tham gia từ tất cả vùng miền, mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp và chính điều đó sẽ tạo ra cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người. Không còn lý do gì để trì hoãn nữa. Bạn nói về ý tưởng của bạn với cộng đồng, làm mọi người tin vào ý tưởng đó nhiều như bạn tin, rồi hãy biến nó thành hiện thực. Dù là bất cứ ai, ở đâu, bạn cũng có thể chia sẻ đồng tiền của mình để mua những sản phẩm tiên tiến nhất, mua sự hứng khởi cho bản thân và những người xung quanh, mua những ước mơ cho một thế giới ngày càng tốt đẹp hơn.